Ngày 25 tháng 3, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cho hay vừa có quyết định phê duyệt phương án trục vớt và thanh thải xác tàu Hải Hà 28 và 2.250 tấn xi măng bị chìm tại vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, Quảng Nam. Trước đó, ngày 5 tháng 12 năm 2020, tàu Hải Hà 28 chở theo 2.250 tấn xi măng cùng 5.000 lít dầu diesel chứa trong các thùng kết đã được khóa van, bị chìm tại khu vực biển Hòn Tai, thuộc vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An. Lực lượng biên phòng đã tiếp cận tàu gặp nạn, cứu được 10 người trên tàu đưa đến nơi an toàn. Nhưng con tàu cùng 2.250 tấn xi măng bị chìm dưới biển gần 2 năm qua vẫn chưa được trục vớt. Điều này khiến địa phương lo ngại về an toàn đường thủy và ô nhiễm môi trường ở Cù Lao Chàm. Theo phương án được duyệt, thời gian thực hiện trục vớt dự kiến trong 45 ngày với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng, gồm 3,4 tỷ đồng vớt xác tàu và 1,9 tỷ đồng để vớt xi măng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đình Danh là đơn vị thi công trục vớt. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà, chủ sở hữu tàu Hải Hà 28, sẽ tổ chức thực hiện trục vớt tài sản chìm đắm và chịu mọi chi phí liên quan. Hợp đồng thuê công ty Đình Danh để thực hiện thi công trục vớt. Công ty Đình Danh có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung cam kết được nêu trong phương án trục vớt trong suốt quá trình tổ chức trục vớt, tổ chức thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu, sẵn sàng hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra tại hiện trường, tổ chức quan trắc, khảo sát và đánh giá môi trường trước, trong và sau khi kết thúc trục vớt. Các phương tiện tham gia trục vớt phải đảm bảo quy định về đăng ký, đăng kiểm và thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định. Xác tàu sau khi trục vớt được vận chuyển vào nhà máy thép tại Quảng Ngãi để bán, 2.250 tấn xi măng đã vón cục, sẽ được tập kết tại cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho các tổ chức, cá nhân tại địa phương có nhu cầu sử dụng đất bờ đê.